Let's run away, run far away. Let's run away, run far away. How I wanna be. Xin chào tất cả quý cô. Năm nay thì chắc chắn sẽ là một mùa hè mà chúng ta sẽ dự rất là nhiều những bữa tiệc. Bởi vì trải qua một năm khá là nhiều biến động rồi, nên là năm 2021 Vương tin rằng là sẽ là một năm mà các chị em sẽ được xinh đẹp hơn, diện những bộ váy đẹp hơn. Và đây là một mẫu váy mới trong bộ sưu tập siêu hot của nhà Melia mà Vương nghĩ rằng là sẽ chiều lòng tất cả các chị em. Mẫu váy này thì như mọi người nhìn thấy là dáng hay là kiểu dáng của nó ấy, thì nhìn rất là điệu đà, công chúa. Và màu sắc của nó cũng là một cái màu cực kỳ hot trend của năm nay, đó là màu xanh cổ vịt. Màu xanh cổ vịt còn có một cái tên khác nghe điệu hơn, đó là màu xanh navy. Chất liệu của em này là chất liệu táp ta lụa, nên là nó lên form siêu chuẩn này. Nhưng mà chất liệu mặc thì vô cùng thoải mái, nên là phù hợp để chúng ta có thể mặc trong những bữa tiệc mùa hè. Điểm nhấn của em này thì là từ phần vai. Phần vai được thiết kế dáng trễ vai đó, nhưng mà vẫn đủ che được phần bắp tay to này, nhìn cũng rất là kín đáo nữa. Phần eo được thiết kế thủ công, có những cái viên đá được đính kết vô cùng đẹp và tinh xảo. Phần eo chính là cái điểm nổi bật nhất trên chiếc váy này. Và chắc chắn rồi, chiếc váy này sẽ cực kỳ phù hợp để mọi người mặc đi tiệc này, đi những buổi hẹn hò này, hay là những buổi kỷ niệm ngày cưới cũng vô cùng sang trọng. Nếu mà mọi người thích mẫu váy này thì hãy nhanh tay để lại comment ở dưới video này này, hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia để chúng ta đặt hàng online, chúng ta sẽ được free ship này. Ngoài ra thì khi mà mọi người muốn đến tận nơi để mọi người thử thì cũng có cơ sở tại Hà Nội, Hải Phòng hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé.